Ê, đợi tôi coi. Ba này. Nhìn tôi xảo quá trời luôn. Anh Sáu luôn, gà của em dễ thương không? Em mới lượm được á. Dễ thương thì có dễ thương đó, nhưng mà cũng rùng rợn lắm. Con gà chút ép mà rùng rợn là sao anh Sáu? Để tôi kể cho mày nghe chuyện ma gà. Hồi xưa tao sống ở vùng quê có nhiều dân tộc thiểu số. Tao chơi với đám bạn có ba đứa, trong đó có thằng Bùi, nó dữ nhất cho nên nó hay chơi láo. Một hôm anh này anh đề nghị: Ê bay, hay là giờ mình chơi má lâu đi, tao biết cách cào lên nè. Má lâu sẽ gượt tụi bay chạy đã lắm. Ừ, má nghe cũng được á, hai giờ chơi liền ấy. Mà chơi má lon á hình như phải cần có bánh kẹo nhang đèn đó mày. Mày nói đúng, tụi bay á phải đưa tao tiền mua nhang đèn bánh kẹo rồi chứ. Mày đưa tiền đây. Em còn có 5.000 Ờ được, tao á thì tao hùng 2.000, còn 6, mày giảm giúp mày đưa tiền này đây. Ừ, được hết luôn rồi. Bây giờ á tao hẹn tao bay ở đây đúng 12 giờ chưa? Đứa nào tao chạy tao ký đầu tao bay hết á. Anh này anh dữ lắm nên nói á, đố đứa nào dám cãi. Xong đúng 12 giờ trưa, ba đứa tụi tao có mặt tại mộ của ông Tám. Bây giờ tao sẽ làm lễ, còn hai đứa mày á nhớ đứng chắp tay lại nha. Ừ rồi. Về má lon, về má lon, về má lon. Ê, sao tao thấy lạnh sống lưng mới bề. Ừ, mà thôi tao cũng sợ quá, tao chạy trước ra. Đợi tao coi. Đợi tao. Đặc biệt, cái ma lon nó cứ chạy theo thằng Bùi. Thế mà thằng Bùi nó quẹo phải là cái lon quẹo phải, nó quẹo trái là cái lon quẹo trái. Xong thằng Đức nó đứng lại nó nhìn coi cái lon còn dí theo cái thằng Bùi nữa không. Ủa, hình như có sợi dây buộc vô chân Bùi phải không ta? À, thì ra này. Sao rồi, sao? Dạ. Rồi đây. Sao nhìn vậy à, như có sợi dây buộc vô chân của Bùi kìa phải không? À, thì ra thằng này nó lừa hai thằng mình. Thằng Bùi kia, mày em thấy cái lon buộc vô chân mày để mày dụ tụi tao hả? Ờ, tao lừa hai mày đó sao, tụi mày làm gì tao? Ừ, không làm gì á, bây giờ nè, trễ tụi bây giờ luôn nè. Ờ. Tao không còn chơi với mày nữa, đi về tao ơi. Để chơi với mày luôn. Chắc tao còn tụi bay chơi với tao. Tao sẽ lên sớm chơi với mấy thằng nhân tộc. Rồi từ đó thằng Bùi này không có ai chơi nữa, cho nên nó lên sớm trên. Mà sớm trên có nhiều dân tộc thiểu số sống. Chứng nào tật đó, cái anh này cũng dở cái trò ma lon hù tụi nó. Tụi nó cũng biết được. Sao mày dám lừa tao hả? Ủa, tao lừa mày đó sao? Đó, tao lừa mày đó, mày làm gì tao? Ta mẹ. Tán xong thằng Bùi nó mới đi về. 3-4 ngày sau, hai thằng tao trên đường đi học về ngang nhà thằng Bùi thì thấy nhà nó có đám ma. Ủa mà sao nhà Bùi có đám ma vậy ta? Bác ơi, nhà có đám ma của ai vậy? Thằng Bùi nó chết rồi. Tụi tao rất hiếu kỳ, sau khi đi học về thay đồ xong là tao với thằng Đức chạy qua đám ma đó coi như thế nào. Hỏi ghê vậy sao? Hỏi người lớn á thì cha mẹ ảnh kể lại, thằng Bùi lụm gạo thóc ăn y chang con gà trống vậy đó. Những ngày đầu á, cha mẹ thằng Bùi tưởng đâu nó bị điên, cho nên cứ để đó, cũng thẳng có tiền rồi mới dẫn nó đi chữa bệnh. Ai ngờ đâu, nó lại bị chết. Mới có mấy ngày à, mà nó chết rồi, có thể bị ma nhập vô mày. Hả, tao nghĩ hả, chắc nó bị ai đánh đó. Lúc đó, tao thấy người thằng Bùi á, tím hết trơn luôn, tưởng là có ai đánh nó. Nhưng mà mẹ thằng Bùi mới kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Tôi sàn gạo mà nó gót xuống đất bao nhiêu nó lượm hết trơn à. Rồi nó đi bắt cào cào cho cháu ăn. Tôi cũng sợ quá trời mà không biết làm gì hết trơn. Ta nói con gà làm sao nó làm y chang vậy à. Chưa hết, hôm qua lúc 3 giờ sáng nó nghe con gà gái, cái nó gà lan can nó gái y chang con gà luôn. Rồi tôi mới ra tôi coi nó thế nào. Rồi nó quay đầu nó nhìn tôi xảo quá trời luôn. Rồi nó gái xong rồi lộn cổ xuống đất chết tươi. Lý do nó chết là vậy đó. Hàng xóm nghe mẹ thằng Bùi kể vậy, cho nên người ta mới nói chắc là thằng Bùi nó bị dính bùa ngải gì nè. Mà ngải này á rất giống là ngải ma gà. Đúng rồi, tại tôi đâu có tin, để hủng hẳn vài bữa có tiền rồi tôi mới đi chữa bệnh. Ai ngờ đâu. Sau đó bả mới đi coi thầy, thì thầy mới nói là thằng Bùi đúng là dính ngải ma gà. Mà dính ngải mà rồi không chữa là thế nào cũng bị chết hả. Kể từ đó người dân xóm rất là sợ bùa ngải ma gà của người dân tộc ở xóm trên. Chỉ vì tán thằng nhóc có vài tháng thôi mà thằng Bùi bị chết thê thảm vậy đó. Thôi anh Sáu đừng kể nữa, em sợ rồi không nghe nữa đâu.